Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vừa chuyển hơn 212 tỷ đồng cho tỉnh Tiền Giang để thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân còn lại bị ảnh hưởng bởi dự án cầu Rạch Miễu 2. Trong đó có hộ nằm ở vị trí mố cầu Rạch Miễu 2 thuộc xã Bình Đức, huyện Châu Thành, Tiền Giang. Đây là một trong ba hộ cuối cùng ở vị trí mố cầu đồng ý nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Dự án cầu Rạch Miễu 2 qua địa bàn huyện Châu Thành và thành phố Mỹ Tho có 992 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 43 hộ tái định cư. Ông Trần Thanh Bá, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tiền Giang cho biết hiện có 966 hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với số tiền hơn 1.780 tỷ đồng. Trong đó đã có 935 hộ bàn giao mặt bằng cho dự án. Hiện còn 26 hộ, trong đó có 9 hộ đồng ý bàn giao mặt bằng nhưng chưa nhận tiền đền bù do nhiều trường hợp. Chủ sử dụng quyền sở hữu đất đã chết, đang tranh chấp, mua bán đất bằng giấy viết tay. Chính quyền địa phương đang niêm yết các hàng thừa kế tại Ủy ban Nhân dân xã, thủ tục phân chia di sản thừa kế tại văn phòng công chứng. Riêng 11 hộ chưa nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng là do những hộ này còn khiếu nại về giá. Diện tích đất giải phóng mặt bằng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang vay ngân hàng, đề nghị bố trí tái định cư. Theo ông Bá, để đảm bảo tiến độ thi công dự án cầu Rạch Miễu 2, địa phương đã có kế hoạch bảo vệ thi công. Cưỡng chế hộ dân không bàn giao mặt bằng, trong đó có những hộ dân nằm vị trí đầu đường tỉnh 870 kết nối quốc lộ 1 thuộc gói thầu XL một phía Tiền Giang. Theo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, đến nay tỉnh Bến Tre đã bàn giao 100% mặt bằng, Tiền Giang 94,3% mặt bằng. Dự án cầu Rạch Miễu 2 được chia làm 6 gói thầu xây lắp, khởi công ngày 28 tháng 3 năm 2022. Dự kiến hoàn thành cuối năm 2025, có tổng mức đầu tư 6.810 tỷ đồng. Sau 2 năm nỗ lực thi công, đến nay tiến độ đạt trên 48,44%, cơ bản đáp ứng được tiến độ theo kế hoạch. Tuy nhiên, dự án vẫn còn gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, phần đường thuộc tỉnh Tiền Giang, gói thầu XL1, phạm vi dự án đi qua khu vực thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành. Mặc dù địa phương đã nỗ lực bàn giao mặt bằng cho dự án, nhưng trên thực tế, mặt bằng để thi công chưa được liên tục còn 290 m tại khu vực nút giao với QL1A. Dọc đường tỉnh 870 và ngã ba trại rắn Đồng Tâm, trong đó có 60 m xử lý nền đất yếu. Bên cạnh đó, việc chậm di dời hạ tầng bao gồm điện, viễn thông, đoạn đường mở rộng hai bên đường tỉnh 870 cũng gây khó khăn cho việc đẩy nhanh tiến độ thi công. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang hỗ trợ sớm triển khai di dời 28 trụ điện cao thế và trung, hạ thế, còn 28 trụ và bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại 0,41 km. Về tổng thể, phần cầu chính Rạch Miễu 2 đang vượt tiến độ, phần đường có chậm cục bộ do một số đoạn tuyến nhận bàn giao mặt bằng trễ và một số đoạn đến nay chưa nhận được mặt bằng. Theo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, hiện các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, làm 3K, 4 kíp, tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ, kịp hoàn thành cuối năm 2025. Theo đó, phần cầu đã thi công xong 3 cầu, còn 3 cầu đang triển khai. Hoàn thành toàn bộ thân trụ neo B21, B18 và dầm ngang dưới trụ tháp B19 và B20. Các nhà thầu đang lắp đặt đà giáo khối ca không trên trụ tháp B19, B20. Phần đường thi công được gần 14 trên 14,7 km, trong đó đã hoàn thành đào hữu cơ, vải địa, đắp các đỉnh ca 95 trên toàn bộ phạm vi được bàn giao. Thi công xử lý nền được gần 8 trên 9,84 km, đạt 80%. Hoàn thành 4 trên 38 cống thoát nước, các cống còn lại chờ xử lý nền đất yếu. Tại gói thầu XL3, xây dựng nhịp dẫn và đường đầu cầu Rạch Miễu 2 và gói thầu XL4, xây dựng cầu vượt sông Mỹ Tho và đường đầu cầu đã được các nhà thầu duy trì 100% quân số để thi công. Hiện, gói thầu XL3 phía Cồn Thới Sơn, Tiền Giang, nhà thầu đã thi công lao lắp dầm được 9 trên 19 nhịp đường dẫn vào cầu chính dây văng. Phía xã Bình Đức, thành phố Mỹ Tho do nhận mặt bằng chậm nên mới thi công xong 4 trên 17 trụ và 130 trên 148 cọc khoan nhồi. Phấn đấu trong tháng 6 này hoàn thành 100 cọc khoan nhồi. Các nhà thầu đang tập trung thi công bệ trụ song song, dự kiến tháng 9 năm 2024 lao dầm.
gói thầu XL, 5 thi công xây dựng tuyến đường chính phía Bến Tre, nhà thầu huy động 38 máy móc, thiết bị và 65 cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công 6 mũi.